Ôi chào cô chú, anh chị và các bạn nhé. Thì hôm nay mời mọi người lại tiếp tục đến với kênh HC Lạng Sơn. Và hôm nay ở đây là cái ngày hội 12 hàng thường niên ở trên Lạng Sơn. Có cái môn đó là môn hát sờ ly ở trên Lạng Sơn quê hương mình. Bây giờ mời các bạn cùng cô chú các chị đi khám phá nhé. Ở đây rất là đông người đang đứng ở đây. Chủ yếu hội này là những người có tuổi rồi các bạn ạ. Các anh này, các chị này, các cô chú ra đây để hát si giao duyên với nhau. Đấy, rất là vui luôn. Làm chụp nào. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy những cặp đôi hát si này. Chúng ta hãy di chuyển tiếp nhá, vừa mới nghe một cặp đôi hát xì bên kia. Đây, ở đây cũng có một cặp đôi hát xì luôn. Nhà nà sắc cân nước kịt bà lê vơ ái bà đê. Chúng ta hãy cùng di chuyển xuống phía dưới này một chút đi các bạn nhé. Ở dưới này hôm nay thời tiết ở trên này khá là nắng nên là mọi người hay ngồi ở những cái chỗ râm để mọi người hát thôi. Đây bên mé này, bên này cũng rất là đông mà chắc là bên này chưa thấy, mình chưa thấy ai hát mấy. Đây các bà đang ngồi nghỉ đây. Hãy
Đấy, ở đâu đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy các bà hát xì. Wow, đây ở đây khá là đặc sắc đấy, hai ông bà hát ở đây nhé, mời các bạn cùng mình nghe hát sri ở đây nhá. Được quay chứ, được cháu thì quay. Gái chi lăng hát đẹp lắm đấy. À đây là gái chi lăng với chú là ở đâu? Lộc Bình ạ. À gái chi lăng đối đáp với trai Lộc Bình đúng không? Gái chi lăng hát hay lắm đấy. À. Đang mời các bạn xem cô chú chi lăng hát với hai cô Lộc Bình. Chuyển tiếp cho bạn nhé. Đấy, di chuyển sang bên này đi. Đây các cô ngồi đây rất là đông luôn. Đó, nắng mà. Trời nắng. Đây là ở phía kia là chú bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Ở khu vực này mát nên là mọi người ngồi nhiều. Đây các bạn thấy chưa, rất là đông luôn. Đây, ở phía này cũng rất là mát nên là rất là đông người. Có thể
đến đây và hát xì lì. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Những cái cuộc hát, những cái ngày hội hát xì ở trên này rất là đông luôn. Bạn ơi, anh Hiển có hẹp đó, còn thấy anh nghe nó sẽ hẹp đấy. Mà bạn đi mới hẹp đấy, mới bạn chắc là đấy. Đấy, ông bà hát rất là to. Đấy, hát xì đông chưa các bạn? Đấy, khu vực ngoài này là đa phần là để các xe máy, mọi người đi xe máy đến đây và để ngoài vào trong này hát xì. Và đặc trưng ở hội hát xì này là mọi người thì toàn mặc bộ quần áo truyền thống của dân tộc mình đến đây thôi. Thì bây giờ video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.